là mấy chị cô thì lụm à. À, được, mấy đâu sắc rồi em. Người ta đang thu hoạch mà đi lễ lộng liền nè, sợ ta la. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cảnh nhà nông mà họ thu hoạch khoai tây như thế nào nha các bạn. Đó, đây là họ sẽ có hai chiếc xe. Một chiếc xe là họ sẽ nhổ khoai tây lên. Một chiếc xe nữa là họ sẽ chuyền qua bên cái chiếc xe kia để họ mang khoai tây về. Khi mà mang khoai tây về, họ sẽ về đến nơi trang trại của họ và họ sẽ rửa vệ sinh khoai tây này xong là họ sẽ cho vào những cái bao lưới. Rồi sau đó họ sẽ chuyển đến những cái siêu thị các bạn. Đằng kia thì đang có một chiếc xe đang chờ. Cánh đồng này rất là lớn luôn. Hiện tại là gia đình của người ta đang làm nên mình không có xin lên đó xem được các bạn. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem khi mà họ nhổ khoai tây rồi đó là sẽ có những cái củ khoai tây nó còn sót lại như ở đây nè, có những cái củ khoai tây sót lại là sau khi mà họ ấy xong rồi đó là mình có thể đi lượm được đó các bạn đó. Đằng kia còn rất là nhiều luôn. Cái này là nó xới đất lên á, sau nó chèn khoai tây qua bên kia các bạn. Một chiếc xe đầy thì nó sẽ còn một chiếc xe thứ hai trống để họ thay phiên nhau để họ chở khoai tây. Nó khoai tây khi lên nhiều đầy là họ sẽ hạ cái đó xuống bên một chiếc xe khác để họ chuyển khoai tây qua. Có gió quá trời gió luôn. Đó, một chiếc xe đã xong rồi thì chiếc xe đó sẽ quay về nơi trang trại mà họ sản xuất đó, các bạn đó. Rồi chiếc xe thứ hai thì họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình với chiếc xe nhổ khoai tây. Đó, đầy xong rồi đó họ đi về. Mình lại chở lúc họ ngưng đi ăn cơm hay sao các bạn ơi. Qua tay không nè các bạn. Nhìn qua tay không. Nặng quá à, đi ra cũng khó khăn mà.
đồng khoai tây bao la luôn các bạn ơi, quá trời nhiều luôn. Đó. Các bạn nhìn xa xa thấy không? Họ chuẩn bị đi tới nè. Đó, khoai tây là họ chia ganh ganh vậy đó, là một cái luống luống như vậy đó, là để nhậu khoai tây cho dễ các bạn. Với lại là nó sẽ nuôi củ nhiều quá. Khi nó rụi, khoai tây nó rụi là trang trại họ sẽ thu hoạch là như vậy đó. Các bạn thấy cái cây khoai tây nó khô mà nó khô gan luôn, không còn lá luôn, mà nó rụi xuống đất luôn á, là người ta mới thu hoạch và người ta mang xuất sản xuất đi ở các siêu thị á, phân phối ở các siêu thị. Nè, cho các bạn cận cảnh các bạn nè, thấy khoai tây không? Hốt không sạch là khoai tây nó còn rải rác nè. Đó, lại qua ngày sau là người dân có thể họ tự đi lụm khoai tây. Ở đây có củ khoai tây nữa nè, lại rải rác, ai thích thì lụm thôi. Mà bây giờ nhiều người dân họ làm biếng mà họ chứ không chịu đi lụm. Đây là machine kia phong bơm được teo rồi. Con mình nó xuống nó coi. Đây là số. Vậy. Xin nó. Vậy. Là cái. Ra machine rồi. Yeah. Papa. La machine là gì? Tu vois, t'as vu, ils ont fait bon de terre. Các bạn thấy không? À, khoai tây nó chuyền ra xuống vô trong cái xe hàng, xe tải. Papa. Papa. Oui. Oui. C'est pratique, hein, les conteneurs, un camion au côté, il prend un bon terre. C'est comme ça, hein. Nè, các bạn có thấy có phải thay không? Họ bắn ra nè. Il fait pas de terre, hein. À, tới chỗ đó xong cái họ dỡ cái máy lên đó, xong cởi xe này sẽ quay lại, xe kia cũng vậy luôn rồi, nó đi cùng với nhau để nó nhổ khoai tây. Có dẫn con trong trang trại đi theo để học hỏi nè. Rồi các bạn coi máy móc nè. Con mấy cho con đi lụm khoai tây nè, khoai tây nè. Mấy cho con đi lụm khoai tây. Nguyễn Giao đi lụm khoai tây. Thông thường là người ta thu hoạch xong là qua ngày sau mình đi lụm được. Nhưng mà tại vì ở đây xa đó, cho nên tụi mình sẵn lụm được vài củ khoai tây đem về. Ý giá đưa đó. Nè, họ bắt đầu tiếp tục.
khoai tây chưa đầy cho nên họ chưa có chuyện nó xuống kề, chừng nào nó đầy xong nó tự chuyển xuống rồi nó đưa qua chiếc xe tải. Đó, chuyển xuống, đưa qua chiếc xe tải. Mình cũng đi lụm khoai tây nữa đó. Hai đứa con mình đi lụm, lụm xong cái bỏ trong túi áo. Coi cái danh coi. Cứ cầu ơi. Les petites qui passent à travers le filet. Ôi, cô nè, cô nè, hai túi áo nè. Đây nữa nè. Ủa da mua thôi mua tiền bớt. Để bơm được te. Ôi là. Nè, quy da cũng lụm nữa nè. Nè, túi. Bên đây nữa. Làm cho cái áo hết trơn rồi.